Rác thải, khói bụi và cả những gian hàng di động như thế này ngày ngày vẫn hiện hữu tại tuyến đường đại lộ Thăng Long. Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, tuyến đường đại lộ Thăng Long lâu nay đã bị xuống cấp, mặt đường lồi lõm, vạch kẻ sân phân làn gần như không còn. Hai bên tuyến đường cỏ dại mọc um tùm khiến nhiều biển báo bị che khuất. Nhức nhối nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bày bán đủ các loại mặt hàng từ hoa quả, đồ ăn, quần áo, đồ dùng sinh hoạt đến cây cảnh. Nhiều gian hàng di động đỗ chênh ghênh dưới lòng đường để buôn bán, biến tuyến đường này như một khu chợ, thường xuyên gây cản trở và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài nạn hàng rong bủa vây, nhiều người tham gia giao thông còn bức xúc bởi tuyến đường đại lộ Thăng Long lúc nào cũng trong tình trạng ngập ngụa đất đá và rác thải. Đất đá từ các công trường thi công hai bên đường và từ các xe vận chuyển vật liệu vương vãi khắp mặt đường mà không được dọn dẹp thường xuyên, khiến tuyến đường này càng trở nên nhếch nhác hơn. Một thời gian là đường quá bụi, bây giờ đang yêu cầu là muốn ra môi trường để ngày nào cũng phải đi quét dọn. Trước thì cần hay đi quét, giờ là phải đi quét. Để làm rõ hơn về hiện trạng này, phóng viên đã liên hệ với công ty môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn. Tuy nhiên, không nhận được câu trả lời từ phía công ty, dư luận đặt ra câu hỏi liệu có hay không việc từ chối trả lời phóng viên như là việc công ty môi trường đô thị Hà Nội vẫn từ chối nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh tại tuyến đại lộ này. Thiết nghĩ, để tuyến đại lộ Thăng Long không còn cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường và mất an toàn giao thông, cần có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành địa phương trong việc tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chứ không phải nghĩ cách để đá bóng trách nhiệm mà vốn thuộc về mình.